chào các anh em. Hôm nay mình đem hai con Haibo ra mình kè cho anh em xem. Lâu rồi mình không có kè Igu. Và mấy lần trước thì mình kè chỉ có con Supref với con Horn thôi, với con Gin, với là không có kè Haibo. Hôm nay mình đem ra hai con Haibo ra mình kè cho anh em xem cái dòng Haibo. Đây là hai con Haibo hết. Con này con tơ nghe nè. Con này chắc thẳng mét mốt nè, mét mốt mét hai gì ạ. Con này chắc cũng mét na, chắc mét hai quá. Con này mét mốt nè anh em ơi. Con này đừng mét mốt. Con này to hơn. Con này mét hai. Mét hai mấy ạ? Cabo nó càng lớn thì cái màu nó càng đẹp nha anh em. Màu nó càng lớn lên đó, thì cái màu nó càng chỉnh. Con nào mấy là bù hơi quá trời cái bù luôn. Cái này gai đều lắm anh em. Con này gai rất là đều. Con này gai đều ghê luôn á. Anh em xem cái dàn gai nữa nè, rất là đều. Con này gai đều lắm. Gà đều quá trời gà đều luôn. Đứng bân. Vụ thịt nè. Đây dày cọm anh em. Con này còn 2 gà mũi luôn. Bé này thô bo đầy quá trời luôn, cũng đâu rồi. Con này xong quá. Kỹ hơn chút, không có bị cắn. Em này năm rồi cũng có hối luôn rồi. Cũng có là cưới vợ rồi. Hôm nay làm tiếp. Bên mình vẫn còn nghe anh em nào cần cái bi thì IP cho mình hoặc kết nối qua Zalo á, số điện thoại là 0983817553. Thì cái bi bên mình vẫn còn Gin, Get, Sub Get, Haibo, Blue, Albino còn hết anh em. Anh em nào mua cái bi là có tặng cái trang hết nha anh em. Cái trang của mình là cái trang biết. Igu kích thích Igu quăng mạnh lắm anh em. Bây giờ con nào cũng lấy là bô đầy thôi rồi chọn cho hết rồi. Nè anh em nhìn cua đầy nè, thấy không? Để mình cầm điện thoại mình quay gần gần cho anh em xem. Con này gai rất là đều anh em. Con này gai đều lắm. Anh em coi dàn gai nó rất là đều. Gai đỉnh lắm. Gai mũi còn luôn. Gai mũi còn luôn. Rồi em bên đây hộ gù thôi. Gai mũi cũng còn cái gai mũi luôn. Con cái kỳ gò phối bị cái cắn nên nó gãy mấy cái gai. Nó co điện nữa nè. Gặp nó có bao đi nữa nha.
Bít nó ăn bít nên là nó phát triển rất là nhanh anh em, lọc liên tục luôn anh em, nó đang lọc nữa nè, nó lọc cái yếm anh ha, nó xay lớn mà nó lọc liên tục luôn anh em. Còn em ở trong kìa, nhìn à, còn bé này là bé không anh bé Gin, bé lu mà nó bị bể màu này nè, lu bể màu nè, sọc đẹp lắm anh em. Lâu quá không có kè, lo chăm bé bi nhiều quá, lo chăm bé bi không, để hai chuồng gần gần cho nó tự kè không à, nên bắt kè thì cũng ít. À, con này là siêu gù luôn anh em, bé này là siêu gù luôn, gù sẵn luôn anh em. À, xếp ghét đầu tay của mình á, con này gù sẵn luôn anh em, gù kinh khủng luôn. Đây là hai bô nha anh em, bô đực. Còn đây là ghét abino cái bé bi mình còn nghe anh em nè, bé bi nghe anh em, bé bi sức ghét, bé bi ghét thường, bé bi abino, còn hai bô với bờ lu ở trong cái giải chuồng bên đây nghe nè, hai bô bờ lu gin. À, anh em nào cần thì IP cho mình, anh em nào có mua bé bi thì đều được tặng thức ăn hết nha anh em. À, thức ăn bít nó giúp igu ăn mạnh, trao đổi chất tốt, nhanh lớn lên màu đẹp, nó cung cấp là đủ chất lắm anh em. Rồi nó nhảy xuống rồi anh em ơi. Rồi, chào anh em nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi và đăng ký kênh. Chào anh em.